công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế trực thuộc công đoàn cơ sở cục thuế được thành lập theo quyết định số 08 QĐ-CĐ-CT ngày 2 tháng 1 năm 2020 của công đoàn cục thuế tỉnh Nam Định trên cơ sở công đoàn cục thuế. Tính đến 31 tháng 12 năm 2022, công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế gồm 12 tổ công đoàn với tổng số đoàn viên 152 đoàn viên. Trong đó, nữ 92 người chiếm 60% tổng số đoàn viên, nam 60 người chiếm 40% tổng số đoàn viên. Về trình độ chuyên môn, tiến sĩ 1 người, thạc sĩ 88 người, đại học 55 người, cao đẳng 1 người, trung cấp 4 người, sơ cấp 3 người. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp 25 người, trung cấp 45 người, sơ cấp 1 người. Số lượng đảng viên 116 người, trong đó nam 51 người, nữ 65 người. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo cục thuế, công đoàn cục thuế, tạo điều kiện để Ban chấp hành công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động thuộc công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế để công chức, người lao động yên tâm công tác, phát huy được năng lực chuyên môn của mình. Tinh thần đoàn kết nhất trí được chú trọng và phát huy. Các tổ công đoàn hoạt động có nền nếp, hiệu quả, không ngừng cố gắng thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đoàn viên có trình độ đại học trở lên gồm 144 người, chiếm 94,7%, được đào tạo cơ bản, sử dụng thành thạo máy tính và khai thác sử dụng tốt các ứng dụng quản lý thuế, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn. Điều kiện làm việc của đoàn viên được trang bị đầy đủ, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đoàn viên công đoàn vững vàng về tư tưởng chính trị, hoạt động công đoàn có nền nếp, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác tham gia phòng chống dịch COVID-19, công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Tổng cục thuế, Cục thuế và công đoàn cục thuế để triển khai tới đoàn thể đoàn viên công đoàn nghiêm túc chấp hành. Ban chấp hành công đoàn phối hợp với cơ quan triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên toàn đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và của ngành, có nhiều hoạt động kịp thời, hiệu quả trong phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho công chức, người lao động đơn vị và người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan thuế, đảm bảo hoạt động thông suốt. 100% công chức, người lao động được tiêm phòng vaccine từ mũi thứ 3 trở lên, phát động thiện nguyện ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 43 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, cơ quan đã xét nâng bậc lương trước thời hạn cho 74 lượt cho các đồng chí có thành tích xuất sắc, nâng bậc lương thường xuyên 175 lượt, nâng lương thâm niên vượt khung 31 lượt. Còn hạn chế, nhưng công đoàn đã tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, giúp đỡ người tàn tật và nhiều phong trào khác do công đoàn cấp trên tỉnh phát động với tổng số tiền là 519.231.537 đồng. Đã có 115 đoàn viên công đoàn tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, nhiều đoàn viên đã hiến máu trên 10 lần. Nhiều đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thiện nguyện như ủng hộ các mảnh đời bất hạnh, tấm lòng nhân ái cho trẻ em, từ đó khơi dậy việc chia sẻ tấm lòng lan tỏa yêu thương tới nhiều người. Tổ chức duy trì hoạt động thể thao cho cán bộ công chức trong cơ quan như cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng đá và các máy tập thể thao, giao lưu học hỏi với các đơn vị trong và ngoài ngành, do đó đã cuốn hút được nhiều đoàn viên tham gia tập luyện. Tổ chức hội thao nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành thuế mùng 10 tháng 9, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do công đoàn cấp trên phát động. Tham gia giải cầu lông của công đoàn viên chức tỉnh đã giành giải nhất toàn đoàn. Tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị trong và ngoài ngành, xây dựng mối giao lưu và tình cảm đoàn kết với cơ quan và công đoàn đơn vị bạn. Phát huy truyền thống thương người như thể thương thân, công đoàn luôn chia sẻ vui, buồn, thăm hỏi đoàn viên và thân nhân đoàn viên trong lúc ốm đau, hoạn nạn. Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế đã phối hợp với cơ quan thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, tổ chức thăm hỏi động viên cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi 101 lượt, chúc mừng sinh nhật 775 lượt với hoa và quà tới từng đoàn viên vào đúng ngày sinh nhật. Hàng năm nhân dịp Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi phối hợp cùng đoàn thanh niên tổ chức tặng quà động viên khen thưởng cho con công chức, người lao động trong đơn vị, tuyên dương học sinh xuất sắc, học sinh học vượt khó, học giỏi, tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động thăm lăng Bác và làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu du lịch sinh thái núi Ngâm, thiên đường Bảo Sơn như ngày 1 tháng 6. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy và chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên đều triển khai từ các tổ công đoàn, quán triệt thống nhất tư tưởng và hành động trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên, tăng cường công tác giáo dục về truyền thống, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng,
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức người lao động ngày càng vững mạnh. Tổ chức triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên, tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết công đoàn các cấp, nghị quyết 20 Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn viên công đoàn là đảng viên tham gia học tập nghị quyết trong các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến toàn quốc do Đảng ủy Cục Thuế tổ chức, lồng ghép trong các cuộc giao ban tháng, giao ban quý của Cục Thuế, các cuộc họp hàng tháng của các phòng, tuyên truyền bằng văn bản, truyền hòm thư cho công chức và người lao động. Dù bằng hình thức nào thì cũng luôn nhận được sự tích cực tham gia hưởng ứng của đoàn viên công đoàn. Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua đã có 2.957 lượt đoàn viên được cử đi học các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trong đó lý luận chính trị 38, quản lý nhà nước 46, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 2.643 lượt đoàn viên. Việc tích cực học tập nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước giúp cho mỗi đoàn viên có ý thức vươn lên, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát huy truyền thống của tổ chức công đoàn nhiều năm liền được công nhận là tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, xuất sắc. Công đoàn cơ sở thành viên đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của nhà nước, của ngành, của công đoàn cấp trên, đẩy mạnh phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công chức lao động, đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở và công chức viên chức lao động chung sức đồng lòng thi đua nỗ lực vượt khó sáng tạo phòng chống dịch, chiến thắng đại dịch COVID-19. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực và các phong trào do ngành, cơ quan, đơn vị phát động. Phát động phong trào công nhân viên chức thi đua, các tổ công đoàn và đoàn viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thanh tra kiểm tra, kê khai và kế toán thuế, quản lý nợ thuế, nghiệp vụ dự toán pháp chế, tổ chức cán bộ, tin học, quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, công tác nội ngành. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân sách nhà nước, với tinh thần nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ngành thuế Nam Định đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là năm 2017, tổng thu nội địa toàn ngành đạt 3.804 tỷ đồng, đạt 117% dự toán trung ương, 107% dự toán tỉnh giao, trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 2.562 tỷ, đạt 100% dự toán trung ương, 100% dự toán tỉnh giao. Cơ quan cục thuế thu 1.361 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng thu nội địa toàn ngành. Đến năm 2022, tổng thu nội địa toàn ngành đạt 7.025 tỷ đồng, đạt 133% dự toán trung ương giao, 117% dự toán tỉnh giao. Trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 3.891 tỷ đồng, đạt 124% dự toán trung ương, 113% dự toán tỉnh giao. Cơ quan cục thuế thu 2.506,8 tỷ đồng, chiếm hơn 35,7% tổng thu nội địa toàn ngành. Giải pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thuế, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm phấn đấu của đoàn viên công đoàn, toàn ngành đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng cục Thuế giao. Ghi nhận thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, các cấp đã có khen thưởng xứng đáng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho 59 lượt tập thể và 489 lượt cá nhân. Về công tác đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia xây dựng đoàn, xây dựng đảng vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành và xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa. Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế tham gia 100% các lớp tập huấn về công tác đoàn và các chuyên đề khác cho công đoàn cấp trên tổ chức. Trên cơ sở đó đã tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau để phổ biến đến toàn thể công chức, lao động và đoàn viên công đoàn. Thực hiện công đoàn là cầu nối giữa quần chúng với Đảng trong giáo dục, giúp đỡ quần chúng, giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế thường xuyên chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có 58 đồng chí được kết nạp vào Đảng và đã chuyển đảng chính thức, trong đó cơ quan cục thuế 18 đồng chí. Về công tác nữ công, tuyên truyền giáo dục vận động công chức lao động, xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền tới toàn thể chị em về luật bình đẳng giới, về đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao ý thức trách nhiệm của nữ công chức thuế trong việc tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu xây dựng nữ công chức thuế với chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam, giỏi việc nước, đảm việc nhà, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp,
năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa. Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục cuộc vận động nữ công chức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Phối hợp với cơ quan, tổ chức tặng quà cho nữ đoàn viên công đoàn tại nơi làm việc nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tổ chức tặng quà cho nữ đoàn viên công đoàn tại nơi làm việc kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và tham gia cuộc thi hội thi nấu ăn, mâm cơm gia đình cho công đoàn viên chức tỉnh tổ chức. Phối hợp với Công đoàn Cục Thuế, Công đoàn Thanh niên, tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con công chức người lao động nhân dịp Tết Trung Thu, tặng quà cho các cháu nhân dịp kết thúc năm học, tổ chức cho các cháu đi tham quan, tuyên dương học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, tổ chức động viên, tặng quà cho các cháu là con công chức người lao động tại công đoàn cơ sở thành viên cơ quan cục thuế có con đỗ vào các trường đại học. Thăm hỏi, trợ cấp cho con công chức người lao động là trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nâng cao năng lực cán bộ nữ, số nữ công chức người lao động học tập nâng cao trình độ chính trị 3 người, số nữ công chức lao động học tập nâng cao trình độ 376 lượt, số nữ công chức người lao động giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên 14 người. Tổ chức cho nữ đoàn viên công đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Lạng Sơn, Sơn La, tạo không khí phấn khởi cho đoàn viên công đoàn cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thanh tra Nhân dân đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm, trong đó tập trung vào công tác giám sát các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, từng bước đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động để phục vụ hiệu quả cho hoạt động công đoàn tại đơn vị. Qua công tác kiểm tra giám sát, nhắc nhở các đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, địa phương và của ngành. Về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, Ban chấp hành xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức học tập quán triệt việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề hoạt động hàng năm, khắc phục bệnh quan liêu hành chính trong hoạt động công đoàn, thực hiện nguyên quy chế hoạt động của Ban chấp hành và nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc chỉ đạo, quản lý điều hành, duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự chỉ đạo của Cục Thuế, Công đoàn Cục Thuế, quan hệ phối hợp tốt với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Duy trì thường xuyên công tác sơ kết, tổng kết công đoàn, biểu dương khen thưởng kịp thời các đoàn tổ công đoàn và đoàn viên. Công tác văn thư lưu trữ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua cũng vẫn còn những hạn chế như hàng năm, việc triển khai thực hiện các hoạt động công đoàn đã đi vào nề nếp, lộ trình sinh hoạt đã được nâng lên, song chưa mang tính thực chất thường xuyên, liên tục. Sự tham gia hưởng ứng của các tổ công đoàn chưa đồng đều. Việc tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã được đẩy mạnh sau dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng đoàn viên tham gia chưa được rộng khắp, chưa thường xuyên. Còn có đoàn viên công đoàn vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vẫn còn đoàn viên vi phạm ngày công, vi phạm về trang phục của ngành. Nguyên nhân của những hạn chế trên đến từ một số nguyên nhân chủ yếu là cán bộ là công tác công đoàn kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên ngày càng nặng nề, ít có thời gian dành cho hoạt động công đoàn. Kinh phí dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác triển khai phong trào. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội nói chung và các hoạt động công đoàn nói riêng. Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai các hoạt động công đoàn phải tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế và của Công đoàn Cục Thuế. Tổ chức công đoàn phải phát huy được vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích. Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo Công đoàn Cục Thuế, hoạt động công đoàn của Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan Cục Thuế đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Tập thể Ban chấp hành công đoàn và mỗi đoàn viên công đoàn đã cố gắng trong việc đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức, tổ chức hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Các hoạt động công đoàn đã chú trọng hơn về chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công chức và người lao động. Vai trò và vị trí của công đoàn ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu ngân sách nhà nước được giao.